Mọi người ha, chiều nay mình giới thiệu đến mọi người cái mẫu laptop Dell Latitude 5300. Đây là cái bản màn hình 13.3 inch Full HD, cấu hình rất là cao luôn. Nó là i7-8665U nha mọi người. 8665U là nó 8 CPU nè. Và 2.1 lận, RAM 16GB, SSD là 512GB nha mọi người. Và màn hình là Full HD nè. Máy là hoạt động hoàn hảo, không có lỗi lầm gì hết ha. Máy là chất lượng cực kỳ luôn. Pin nó tầm 3 giờ, kèm sạc zin. Về máy là rất là ok. Chỉ có cái đợt này là về được cái 5300 đợt này về. Mỗi cái đợt này là nó có bỏ sim 4G nè mọi người nè. Đây nè, insert sim. Mình bỏ sim Vina của mình vô là hả, lướt quét phà phà mọi người. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì giờ đi đâu cũng có wifi rồi. Nhưng mà ở một số tỉnh, ví dụ như mọi người đi công tác hoặc làm gì đó mà đôi lúc muốn cái gọi là cái 4G của mình sử dụng á, thì mình sẽ xài trên laptop cũng rất là thuận tiện luôn. Để dành cho ai đi công tác ở vùng sâu vùng xa thôi, có thể bật ngửa 180 độ như thế này ha. Màn hình đó thì là có chống chói nha mọi người, bật ngửa lên xuống rồi mình đem ra ở ngoài trời á, đây nè, chói nhất, bóng sáng mặt trời rọi vô là nó cũng cỡ này thôi, nên là mình nghĩ là cũng rất là ok rồi. Về phím á, thì phím cũng còn khá là đẹp. Mình có tặng mọi người dán phím quốc tế, mọi người dán vào là nó đẹp đúng khuôn như vậy luôn, giữ nguyên bản được, êm mềm zin xịn của phím Nhật nè, đó rất là mềm mà hả, còn có thể là gõ kiểu quốc tế ok nữa. Cái này là tem của Dell ha mọi người. Góc cạnh thì cũng khá là đẹp, như vậy là đẹp rồi mọi người. Cái này gì đây, nước đây, cái đó, cái tem nó dơ thôi, quay vậy là mọi người thấy rõ nhất nè. Tại vì nó đem ra ở ngoài này thì nó bị cái ánh sáng ở trên nó rọi xuống, cho nên nó bị bóng, nó chói đi, mọi người thấy không có rõ được. Như vậy là khá là rõ ha. Các ngõ kết nối là đầy đủ, từ ngõ mạng LAN, USB, SD, ở dưới là SIM đó, mọi người chọt vô đó là gắn SIM vô đó. Ở bên này là ngõ sạc nè, ngõ Type-C, HDMI, USB, nói chung các ngõ kết nối là đầy đủ, không thiếu cái ngõ nào hết. Giờ chỉ quan tâm tới cái ngoại hình thôi. Bản i7 có SIM mà mình nghĩ trong cái tầm giá chắc con này rẻ nhất quá mọi người. Vỏ của nó thì cũng tương đối ha, có trầy xước hai cái chỗ mà mình soi nãy giờ mình thấy là một là chỗ này hơi trầy một miếng này, trầy xíu rồi. Đây mọi người, đó, thấy chưa? Và cái chỗ này có trầy xíu. Đây. Đó, con này thì cũng không đáng kể gì. Là ở bên này có dạng như xước lông mèo á mọi người, quay á thì bị ánh sáng vô mình nhìn thấy nó ghê như vậy. Mình nhìn trực diện thì cũng không có tới nổi nào đâu mọi người. Đâu rồi ta? Quay sao cho mọi người thấy. Quay tổng thể cái máy đi. Quay tổng thể đi. Nhìn trực diện thì cũng ổn, không tới nổi nào đâu mọi người. Đây. Như thế này. Đây nè. Và mình báo giá mọi người như con máy này là hả, giá của nó máy kèm sạc, pin 3 giờ, cấu hình rất là ổn, có sim 4G, như này con này là 7.8 triệu nha mọi người. 7.8 triệu. Bên này cũng một con y hệt như vậy luôn, cũng 5300 luôn. Cấu hình y hệt ở bên trong. Mình nghĩ là ở bên trong cũng y hệt thôi. Tại vì mình cũng đem ra mình xem rồi, ở bên trong cũng y hệt thôi mọi người. Phím cũng đẹp nè. Góc cạnh cũng ok. À, cũng có tem đeo rồi vậy đó. Nói chung là ở bên trong thì nó đa số là về nó giống nhau, tại vì hàng từ một công ty ở bên Nhật mà, hàng mua chạy tốt ổn hết trơn, nên là mọi người yên tâm về cái chất lượng, là không có bao giờ mà sửa chữa hay gì hết. Nhà mình có sao là mình bán vậy, xấu trầy chỗ nào thì mình để trầy xấu chỗ đó, chứ không phải là đăng một con là bán đâu mọi người. Mỗi con nó có cái này, có mòn trầy tí chỗ này ha, che lại để mọi người thấy. Đây nè, chắc chả ăn thua gì đâu, tại vì nó không có trầy nhiều. Đối với mình đó thì ai khó thì mọi người gọi là mọi người bỏ qua, còn ai mà dễ mà nó không đáng kể gì, máy cũ bắt buộc phải trầy thì mọi người chốt inbox mình qua Zalo, số điện thoại của mình trầy đây. Và việc nặng nhất là chỗ này đó, trầy xíu nè, xíu sơn đó, vậy thôi. Nhìn chung thì cũng không tới nỗi nào, cũng ổn, cũng sạch sẽ đó, có trầy như vậy đó. Các ngõ kết nối cũng đầy đủ luôn mọi người. Đây nè, cũng khay bỏ sim y hệt cái kia. Ở cái chỗ HDMI người ta hay sử dụng cho nên nó hơi mòn một tí ở ngoài đó. Con này thì mình tính mọi người là 7.7 triệu ha. Ai chốt thì inbox mình.
Hai con, mỗi con là đều nó trên nhau có 100.000, tùy xấu đẹp chỗ nào mình cảm nhận là nó như thế nào thôi. Còn nhìn chung thì máy cũ là như vậy, mình cũng nghĩ ổn rồi. Cam sạc zin nha mọi người, ai chốt thì inbox mình. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Mọi người mua hàng thì cọc cho mình 1 triệu, mình ship code và bao test 7 ngày. Trong thời gian 7 ngày đó máy có lỗi gì mình sẽ đổi máy khác cho mọi người. Mọi người yên tâm về chất lượng, nhà mình đó là về sau là mình bán vậy. Không có bao giờ mà sửa chữa hay làm cái gì hết, zin nguyên từ Nhật về, sách tay từ Nhật về, không có lỗi lầm gì đâu mọi người. Mua hàng gì mình cũng mua được hết, mình ngay mình đóng công cái gì cũng mua được, cho nên là bắt khi nào cũng vậy, không tội gì mà mình mua hàng lỗi hết. Mình mua hàng hàng nào cũng tốn tiền về như nhau, mình sẽ mua cái hàng mà chất lượng từ công ty, mặc dù là cái giá mình nhập nó hơi cao một chút xíu, mình về mình lấy lãi vừa vải phải thôi, nhưng mà đến với tay khách hàng là rẻ thì hả, hoặc là đúng với giá với thị trường. Nhưng mà được cái là mọi người yên tâm, khi mọi người về mọi người mở máy ra mọi người mới biết là nó zin đét, hàng zin đét là nó như thế nào ha. Bao mở máy mọi người yên tâm rồi. Cảm ơn mọi người nhiều nha.